Pháp tục đế là gì? Pháp chân đế là gì? Pháp tục đế là chúng ta có cha, có mẹ, có anh, có em, có chồng, có vợ, có con, có cái, có bạn bè, có chỗ làm việc, có chủ, có tớ, có xã hội, đất nước, vân vân. Nhưng mà pháp chân đế là gì? Đó là cái tâm này với cái tâm kia nó đã gặp nhau và nó nối kết như thế nào, nó ứng xử như thế nào. Đó chính là pháp chân đế. Nhìn thấy trong tâm của mình và nhìn thấy trong tâm của tất cả những người mình có cái mối quan hệ đây, để nhận ra nó là cái gì trong cái vô lượng kiếp mà mình nối kết bằng cái sự thượng lành, hay mình nối kết bằng cái quay quan trái, hay nó trộn lẫn cả hai thứ lẫn nhau và nó đi từng đoạn đường một, nó sẽ lộ diện ra. Nhìn cho rõ cái khốn khổ nhất của người ta đó là đi từ chặng đường. Cái chặng đường đầu đó phần lớn nó đều mượt mà hết. Tới chặng đường thứ hai nó gập ghềnh, rồi tới cái chặng đường thứ ba nó bắt đầu đối nghịch là như thế này. Mà nếu mình không thấy ra thì cái đó là mình nối dài cái con đường luân hồi này đây, luân hồi trong cái khổ này. Cho nên chúng ta hãy thận trọng, chúng ta hãy soi xét nó. Chính cái sự thận trọng, cái sự soi xét này nó mới giúp cho chúng ta đã giải được cái vấn đề, chứ không phải để nối kết với bất cứ một cái gì cả. Để đi đến sự hòa giải ở trong tâm, tâm chúng ta mềm mại lại, tâm chúng ta mát mẻ lại, chân chúng ta nhẹ nhàng sáng suốt lại, thì chúng ta hóa giải tất cả mọi thứ. Đi con đường đầu tiên của tâm, giải thích trong tâm, lý giải cho nó hiểu, để nó hòa dịu ở trong tâm, hòa giải trong cái nội tâm mình trước. Chúng ta mới hóa giải hết tất cả những cái oan trái và những cái xung đột với nhau.